Nếu bạn đang là cá nhân hay là doanh nghiệp, bạn là giảng viên nhà đào tạo, bạn là người kinh doanh bán hàng kiếm tiền online, bạn có nhu cầu thiết kế hình ảnh, bài giảng, làm video, thiết kế in ấn, banner quảng cáo, v.v. Canva chính là một cái công cụ online trực tuyến vô cùng phù hợp dành cho chúng ta. Từ người yếu công nghệ cho đến người dành công nghệ đều có thể sử dụng được. Bạn chỉ cần kéo thả, sắp xếp các công cụ hình vẽ, biểu tượng, chữ viết, phối màu sao cho hợp lý, bắt mắt là có thể hoàn thành sản phẩm theo sự sáng tạo của bản thân mình. Hơn thế, Canva giúp bạn sở hữu một kho tài nguyên hình ảnh, biểu tượng, video, âm thanh, mẫu thiết kế, không lo về bản quyền mà lại hoàn toàn miễn phí. Vậy thì bạn còn chần chừ gì mà chưa sở hữu ngay cho mình một tài khoản Canva ngay bây giờ, khi mà hơn 10 triệu người dùng đang gì ạ? Đang sử dụng trên 179 quốc gia với hơn 100 triệu thiết kế. Tuy nhiên thì hiện nay để sở hữu một cái tài khoản Canva không giới hạn tính năng của sử dụng ấy, là một lựa chọn không hề đơn giản khi bạn muốn tiết kiệm chi phí. Thì ở đây đấy, anh chị có thể xem ở trên cái tài khoản Canva, chúng ta sẽ nhìn thấy cái bảng giá của nó. Hiện tại là cái gói dành cho cá nhân, cái gói Pro này là 1 triệu nhé. Anh chị nhìn này, cái gói đây chúng ta xem báo giá. Gói dành cho cá nhân một người dùng ấy thì chúng ta mất 1.299.000 đồng cho một năm. Nếu như cái gói dành cho đội nhóm 5 người thì sẽ mất khoảng 1.950.000. Đây là cái gói dành cho đội nhóm 5 người là 1.950.000. Còn nếu như anh chị có tài khoản là giáo viên hoặc là trường học thì chúng ta sẽ được dùng miễn phí anh chị nhé. Nhưng mà có một cái điều là nếu chúng ta là giáo viên hay trường học thì chúng ta cần phải có giấy tờ để xác minh mới tạo được cái tài khoản Canva giáo dục mới có thể dùng được nhé anh chị nhé. Nhưng hiện nay thì Jun có một cái giải pháp để giúp cho bạn sở hữu cái tài khoản Canva không giới hạn tính năng để bạn tha hồ thiết kế hình ảnh, video, bài giảng in ấn của mình. Bạn có thể share bản thiết kế của mình cho đội nhóm, đội ngũ nhân viên của bạn mà không bị giới hạn bởi 1 hay là 5 người. Đăng ký hoàn toàn tuân thủ theo cái nguyên tắc quy định của Canva, không phạm luật. Đặc biệt là với chi phí vô cùng tiết kiệm cho bạn lên tới 50% lần 1 và cũng chỉ là một lần duy nhất thôi. Ở những năm tiếp theo mình không bị tính phí bởi vì đây là cái tài khoản Canva giáo dục cho anh chị em. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy liên hệ ngay để chúng ta có thể sở hữu một cái tài khoản Canva giáo dục để có thể giúp cho đội nhóm của mình quản lý được tất cả những cái bản thiết kế của đội nhóm, những cái bài giảng, những cái video, và sở hữu một kho tài nguyên hình ảnh, biểu tượng, video, âm nhạc là hoàn toàn miễn phí, không lo về bản quyền, không sợ mất dữ liệu, không lo là chúng ta sẽ phải lộ cái bản thiết kế của chúng ta ra bên ngoài, hoặc là chúng ta sẽ chủ động khi sử dụng hơn, và chúng ta không lo bị out bất kỳ lúc nào khi mà sử dụng chung với lại những người khác. Nếu như anh chị đang sử dụng ở một cái Canva dùng chung của một ai đó, hãy sở hữu ngay cho mình một cái tài khoản. Và trong quá trình này thì em Jun sẽ có những cái khóa học về Canva, em Jun sẽ dành tặng cho anh chị và các bạn nhé anh chị nhé. Thì đây là cái bật mí cho anh chị, và hãy sở hữu ngay bây giờ, bởi vì đây là cái thời điểm mà chúng ta còn có khả năng đăng ký. Còn nếu như thời gian nữa mà nó khóa lại cái tính năng này thì chúng ta sẽ không thể sở hữu được nhé anh chị em nhé. Chúc anh chị có những cái quyết định sáng suốt. Và đây là một cái thông tin vô cùng đặc biệt về Canva cho anh chị. Hãy truy cập vào cái hướng dẫn theo cái hình bên dưới em Jun chia sẻ để anh chị có thể là sở hữu cái tài khoản này ngay hôm nay nhé.